Hôm nay 27 tháng 1 cũng là ngày 30 tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm Bính Thân. Khi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang đến gần, thì không khí tại các phiên chợ cuối năm càng nhộn nhịp hơn khi người mua chỉ còn khá ít thời gian để sắm sửa cho ngày Tết. Và những người bán hàng cũng chuẩn bị ngưng hoạt động trao đổi để trở về nhà. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về không khí chợ Tết ngày cuối năm. Hàng như bánh kẹo, mứt, hoa, trái cây, những vật dụng trang trí, đồ lễ cúng cho ngày Tết. Thì hai ngày cần Tết, đặc biệt là trong ngày 30, người dân tập trung mua các sản phẩm tươi sống phục vụ cho ngày Tết. Tại chợ Đà Lạt, năm nay sức mua yếu, hàng bán khá chậm. So với ngày thường thì bằng gấp rưỡi, cũng vừa thôi chứ không phải giống như mọi năm mua nhiều, năm thì mua ít. Còn được mấy ngày đầu thì đóng nhiều, còn mấy ngày sau thì vừa. Thì cái mức độ là người ta kêu là heo hơi là rẻ, nhưng mà thực tế như tôi á, thì là tôi lấy thịt vẫn là giá bình thường chứ cũng không có phải là rẻ. Cho nên từ cái chỗ đứa dân tình cứ nói rẻ thì năm nay người ta không có ra chợ, người ta mua bao nhiêu đâu, chủ yếu người ta mổ heo người ta ăn à. Ta chợ bán ế thì như mọi năm là bán 10 thì năm nay chắc là chỉ được có 6 thôi. So với những năm trước, chợ Đà Lạt năm nay không quá đông đúc và nhộn nhịp như những phiên chợ cuối năm của các năm trước. Đối với những người mua và những bà nội trợ tại thành phố Đà Lạt, để những ngày Tết nguyên đán trọn vẹn, đầm ấm trong ngày cuối năm Bính Thân, thì việc lựa chọn thực phẩm sống càng cẩn thận hơn. Đầu tiên là mình phải nhìn thịt như thế nào. Thì thường cái màu thịt mà nó tươi rồi như ấy thì mình mua. Với lại rau cũng vậy. Thường người cuối năm người ta mua vậy để người ta đi trong Tết đó. Nên phải mua tươi, tất cả đều phải mua tươi thôi. Có mua là nói chung các loại đồ, mứt, bánh, trái cây, thịt, gà, heo, bò, nói chung là đủ thứ, không thiếu một món gì. Hôm nay cô đi chợ Tết cô thấy rất là hàng hóa rất là đầy đủ và mua giá cũng phải chăng. Cô rất là phấn khởi, rất là vui vẻ để đón một cái xuân mới này thật là vui tươi và đầm ấm. Năm nay dù thời tiết diễn biến thất thường nhưng không ảnh hưởng nhiều đến những hộ trồng hoa đào, hoa mai và các loại cây cảnh. Số lượng cây cảnh phục vụ cho những ngày này khá lớn, với nhiều chủng loại phù hợp với túi tiền người mua, tạo hình bắt mắt. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ thu hút với những khách hàng mua. Khi đưa lên trên lầy bán ấy, thì người dân ở đây thì thường người ta cũng hay là chọn vào những cái ngày, tức là ngày 28 nó nghỉ ấy, người ta chọn vào những cái ngày cuối năm là người ta đi mua, cũng trả giá và cái sức mua ở đây cũng rất kém, cũng không được như mọi năm. Trong tiết trời se lạnh của ngày cuối năm Bính Thân, người người hối hả mua sắm, gấp rút chuẩn bị cho ngày Tết đủ đầy. Và không khí nhộn nhịp của phiên chợ ngày cuối năm là điều mà ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận. Mỗi khi Tết đến, người dân xứ cà phê thường phải mua hoa từ nơi khác. Nhưng giờ đây, họ có thể tận mắt thấy những vườn hoa rực rỡ mang mùa xuân đến.